Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình quay trở lại với một kết hợp mà luôn có sức hấp dẫn lớn đối với mình, đó là xoài và chanh leo. Trên kênh của mình thì đã có khá nhiều món bánh lạnh, nhưng hầu hết đều là các loại bánh với phô mai như cheesecake hay tiramisu. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn công thức đầu tiên cho món bánh mousse. Món bánh mousse này khác với bánh cheesecake ở chỗ vì không có phô mai nên nó sẽ ít béo hơn. Thêm vào đó, với những loại bánh mousse với hoa quả tươi thì nó sẽ có nhiều hương vị hoa quả hơn nên có vẻ thanh mát hơn một chút. Các bạn xem, với lượng xoài và chanh leo đủ nhiều, phần kem hơi ngả màu vàng rất là hấp dẫn, các lớp bánh trông rất là quyến rũ và ăn rất hòa quyện với nhau nhé. Giờ mình cùng bắt tay vào làm luôn. Với phần cốt bánh thì mình dùng công thức bánh bông lan cơ bản dành cho bánh mousse trên kênh của mình. Nhưng với công thức 2 trứng, mình sẽ làm đôi. Các bạn có thể thử công thức dùng nồi hấp nếu các bạn không có lò nướng, hoặc cũng có thể dùng bánh Ladyfingers mua sẵn ngoài hàng nhé. Bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị phần kem. Nguyên liệu gồm có 75ml nước chanh leo pha từ 2 quả chanh leo, 6g gelatin khoảng 3 lá, 200g xoài xay, mình nên chọn loại xoài chín nhé, 60-65g đường, tùy khẩu vị và độ chua của hoa quả, 200ml kem tươi, whipping cream. Nước chanh leo thì mình có thể thay bằng nước cam hay sữa tùy sở thích của các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ ngâm gelatin với nước chanh leo. Hôm nay mình sẽ không dùng hạt từ quả chanh leo nhé, mình chỉ lấy nước thôi. Nếu các bạn dùng gelatin bột thì mình rắc gelatin vào nước chanh leo nhé. Để vậy cho gelatin nở. Khi gelatin đã mềm nở thì mình cho xoài xay vào nồi. Xoài này thì mình đã xay nhuyễn và lọc qua dây cho bớt sơ. Mình cho đường vào luôn. Ta cho lên bếp đun hơi ấm ấm. Sau đó ta đổ toàn bộ nước chanh leo cùng gelatin vào luôn. Ta khuấy cho gelatin tan hoàn toàn. Khi gelatin đã tan thì mình bắc xuống để nguội, nhưng chú ý không để lạnh vì sẽ làm nước xoài đông lại nhé. Mình sẽ đánh bông kem tươi. Các bạn có thể xem clip tất tần tật về kem tươi trên kênh của mình để xem các chú ý về đánh bông kem tươi nhé. Quan trọng nhất là mình phải để kem lạnh. Các bạn cũng có thể cho âu đánh và que đánh vào tủ lạnh và đánh kem trên đá lạnh để kem bông tốt nhất. Khi kem đã bông mềm như thế này là được rồi. Mình cho nước xoài đã để nguội và trộn đều. Các bạn trộn nhẹ tay để kem không bị xẹp nhé. Khi kem đã trộn xong thì mình bắt đầu ráp bánh. Hôm nay mình làm khuôn tròn đường kính 16cm. Mình sẽ bọc ni lông ở đáy khuôn để kem không bị chảy ra.
Mình để lớp bánh bông lan đầu tiên vào. Sau đó cho một nửa phần kem lên trên. Một kinh nghiệm để đổ kem được đều là mình cân phần kem của mình lên rồi chia đôi. Mình có thể dùng một que tre để kem được dàn đều tất cả các ngóc ngách nhé. Sau đó mình để phần bánh còn lại. Rồi mình đổ nốt kem lên, dàn đều. Vậy là xong rồi, mình sẽ để tủ lạnh ít nhất 6 đến 8 tiếng cho kem đông hoàn toàn. Khi kem đã đông hoàn toàn thì mình mới bắt đầu làm mặt bánh. Để làm mặt bánh thì mình cần các nguyên liệu là 50ml xoài xay, 100ml nước chanh leo, pha thử 2 quả chanh leo, 20-25g đường tùy khẩu vị, 6g gelatin khoảng 3 lá. Mình cũng sẽ ngâm gelatin trong nước lạnh cho gelatin mềm và nở ra. Mình pha tất cả nước xoài chanh leo với đường vào nồi. Mình sẽ bắc lên bếp đun. Khi nước ấm ấm thì mình vắt bớt nước từ gelatin rồi cho vào nồi. Khuấy nhẹ cho gelatin tan hoàn toàn. Mình để cho hỗn hợp nguội thì mình mới đổ lên mặt bánh nhé. Mình đổ khoảng một nửa thôi, sau đó mình để bánh lại vào trong tủ lạnh trong khoảng 1 đến 2 tiếng cho phần mặt bánh đông hoàn toàn. Phần còn lại thì mình đổ vào khuôn thạch bi bằng nhựa để tạo thành các viên thạch trang trí bánh. Khi mà bánh đã đông hoàn toàn thì mình có thể lấy bánh ra được rồi nhé. Tương tự như clip trước thì mình áp khăn nóng xung quanh thành bánh, mình sẽ lấy ra rất là dễ dàng. Mình sẽ trang trí bánh với các viên thạch mình đã làm. Và thêm cả mấy lá bạc hà nữa. Vậy là món bánh hôm nay đã hoàn thành. Bánh rất ngon, thơm mùi xoài, chanh leo. Ta có thể nhìn thấy các lớp bánh và ăn rất hòa quyện với nhau nhé.
Nếu các bạn thích hãy like và đăng ký kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tới.